lịch Lâm TV8 xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Vâng, hôm nay là ngày 29, ngày 30 tháng 11 năm 2023. Thì tầm này là tầm 5 giờ chiều các bác nhé. Gần tối rồi. Thì Trà Lâm TV8 đi làm về qua khu vực ở đây là đường vào gần vào phố cổ. Bây giờ đây là đường đầu đường Phan Đình Phùng. Thì Trà Lâm TV8 rẽ vào phố cổ cho các bác nhé. Và rẽ vào phố Hàng Mã. Sẽ quay cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhé. Vào đường phố Hà Nội vào 5 giờ chiều nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân Trà Lâm TV8 nha. Let's go. Hôm nay thì Trà Lâm TV8 đi làm về đường khu vực đường Thị Khuê nhé. Thì lúc về thì Trà Lâm TV8 sẽ vào khu vực phố cổ nhé, Hà Nội nhé. Vâng, bây giờ là đầu phố Hàng Cót các bác nhá. Vâng, đây là phố Hàng Cót các bạn. Thì Trà Lâm TV8 đã quay cho tất cả quý vị các bạn xem nhá. Bây giờ là tầm bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi. Bắt đầu thành phố rồi, bắt đầu chuẩn bị lên đèn. Vâng, đây là phố Hàng Cót các bạn nhá. Đây là phố Hoàng Lược. Đấy, hôm nay là ngày 30, ngày 10 tháng mấy nhá. Tháng 11 năm 2023. Đây là vào khu vực phố cổ Hà Nội các bác nhá. Đây là phố Hoàng Lược các bác nhá. Đây, Trà Lâm TV8 đã rẽ vào khu vực đây là phố. Hàng Dươi. Ở khu vực đây là bán rất nhiều đồ trang trí để chuẩn bị Noel quá nhá. Đây là phố cổ Hà Nội bác nhá. Ở đây thuộc Hoàn Kiếm Hà Nội. Vâng, đây là phố Hàng Mã đây. Đây, mời tất cả quý vị các bạn cùng xem em. Hiện tại phố Hàng Mã thì trưng bày tất cả các đồ bán á, đồ trang trí Noel. Đây là phố Hàng Mã các bạn nhé. Rất nhiều đồ trang trí Noel này. Đây là phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội các bác nhá. Để quý vị mà xem thấy ở phố Hà Nội thế nào, đẹp không? Đẹp thì cho em một like nhé và một đăng ký kênh. Vâng, đây là phố Hàng Mã Hà Nội. Đây, ở đây trưng bày rất nhiều đồ chuẩn bị Noel đây. Đây, cả hai bên đường quá nhá, trưng bày rất nhiều đồ bán hàng Noel. Đây, các bạn. Vâng, đây là phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây, rất nhiều đồ các bạn. Trong này là khu vực phố cổ Hà Nội các bác nhá. Rất nhiều xe điện du lịch ở trong khu phố cổ này, thì rất nhiều người, rất nhiều xe du lịch, khách du lịch. Đấy, tầm này là hơn 5 giờ chiều rồi các nhá. Vâng, cứ đây là đến phố Hàng Chiếu, Hàng Chiếu. Tới đây là phố Hàng Chiếu các bác nhá. Hàng Chiếu thì cũng bán rất nhiều đồ như trang trí, trang chiếu. Nói chung là cũng là Hàng Chiếu thì bán đồ gia dụng. Đây, em sẽ đi một vòng các bác nhá. Đây, có nhiều các phố đấy.
đây là phố Hàng Giấy. Đây là phố Hàng Giấy các bác nhá. Đây, trên bề phố Hàng Giấy thì bán rất nhiều đồ kẹo bánh. Đấy, tầm này là 5 giờ chiều rồi. Đây là phố Hàng Giấy các bác nhá. Đấy, em đi vòng vòng quay ngay xem nào, quay trắng bằng xem. Đấy, đây là phố cổ Hà Nội các bác nhá. Và đây là phố Hàng Buồm. Đây là phố Hàng Buồm Hà Nội nhé. Ở đây thì rất nhiều khách du lịch. Đến tắt đường. Đây là phố Hàng Buồm đấy nha. Đấy. Còn đây là phố Lã Đông. Chúng em đi một vòng mà có đường thôi. Đây các bác cùng xem. Sẽ em sẽ ra đi lại phố Hàng Mã cho các bác cùng xem nhé. Đây là phố Hàng Đường. Đấy, Hà Nội 36 phố phường thì mỗi một phố là mắc nghèo nhá các bạn. Đây là phố Hàng Đường Hà Nội. Đây em tấm vòng lại phố Hàng Mã quay cho các bạn xem. À đây. Em ra qua chợ Đồng Xuân đấy nhá, em quay lại phố Hàng Mã. Đây là Đồng Xuân các nhá, phố Đồng Xuân. Khu vực đây là tổng chợ Đồng Xuân này. Đấy, Hà Nội thì trong phố cổ rất là đẹp các bác nhá. Tầm này là 5 rưỡi rồi, hơn 5 giờ chiều rồi. Trong này là rất là đông. Nếu hôm nay là thứ năm thôi nhá. Nếu mà vào thứ bảy chủ nhật thì trong này là 9 người đi bộ, là phố đi bộ đấy nhá các bác nhá. Đấy, sẽ vòng lại một đường khung đường các bác nhé. Đây là phố Phùng Hưng các bác nhé. Đây là phố Phổ Hưng các bạn. Em sẽ rẽ vào đây. Lê Văn Linh đây. Còn đây là phố Phổ Hưng. Đấy, có quán thịt chó rất là ngon các bác nhé.
Đấy, quý vị và xem thấy Phú Quang Hà Nội đẹp thì nhớ cho một like và một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ tinh thần kênh của em càng ngày phát triển nhé. Đây là vẫn là phố Phùng Hưng các bạn. Bây giờ em sẽ rẽ lại vào phố Hàng Mã. Đây, em vào phố được đây. À, phố. Còn đây là phố Hàng Quát các bác nhé. Quý vị và xem nhớ cho em một like và một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ tinh thần cho kênh của em và ngày càng phát triển nhé. Từ Lâm Martin 18 xin chân thành cảm ơn. Đây là phố Hàng Quát. Đây, bắt đầu là đến đây là đầu của phố Hàng Mã đấy nhá. Đây, đây em lại quay cho các bác cùng xem. Vâng, đây chính là phố Hàng Mã. Lung linh chưa? Các bác nhìn thấy lung linh chưa? Đây, phố Hàng Mã rất là đẹp, có nhận này. Đây, có gì kìa. Đấy, phố Hàng Mã thì trưng bày toàn bộ là đồ trang trí. Đấy. Ở đây thì rất nhiều khách du lịch tốt nhé. Đấy, hôm nay thì em chủ đích là em đã xong quay phố Hàng Mã cho các bạn cùng xem. Quý vị và xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Trần Lâm TV8 em chân thành cảm ơn. Vâng, đây là phố Hàng Mã các bạn nhé. Bây giờ thì em sẽ quay hết phố Hàng Mã và ra phố Hàng Chiếu là em sẽ kết thúc video. Đây là phố Hàng Mã các bác nhá. Ở đây thì bán rất nhiều đồ trang trí Noel. Và chỉ còn một tháng nữa thôi là đã đến Noel rồi các bác nhá. Đấy, đây là phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội các bác nhá. Để quý vị các bạn tìm phố phường Hà Nội có đẹp không? Đây thuộc khu vực vào phố cổ Hà Nội rồi. Bây giờ thì em sẽ quay ra phố Hàng Chiếu và sẽ kết thúc video. Đâu đây là phố Hàng Chiếu các nhé. Các bạn thấy đó được phố đồ có đẹp không? Nó đẹp thì like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhá. Đây là phố Hàng Chiếu các bạn. Phố Hàng Chiếu thì bán rất nhiều chiếu rồi. Nói chung là Hàng Mã thì bán rất nhiều đồ mã. Hàng Mã chỉ bán đồ trang trí thôi. Còn đây vẫn là phố Hàng Chiếu các bạn. Đấy, chiếu mảnh. Ở đây thì rất nhiều khách du lịch. Vâng, tới đây là hết phố Chiếu nhá. Và bây giờ thì em đã quay một lúc nữa thì em sẽ kết thúc video. Ở đây có đôi cô dâu chú rể chụp ảnh đây này các bạn này. Đây là đến ô Quan Trưởng. Ô Quan Trưởng ạ, có một quán không? Thôi bây giờ thì em sẽ về chỗ làm thôi. Để quý vị mà xem mà thấy đường phố rồi nhá. Lần này là 5:30 tối rồi. Đấy, bắt đầu đến giờ cao điểm nhá.
Bảo Tường Dương. Đấy, đường phố nội thì buổi tối rất là đẹp. Quay vào quán nữa các bác nhé, dừng lại. Trở lại TV8A xin phép kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video tiếp theo. Quý vị xem video của Trần Lâm TV8 hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nha. Xin chào.